Vâng, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con. Thì ngày hôm nay Cởi Việt anh em lại giới thiệu cho mọi người một lô máy cắt tỉa hàng rào này, cắt tỉa cành cây này, cho đến là những chiếc máy bơm nước mini hàng Nhật bãi nha các bác nha. Thì hôm nay em xả hàng thanh lý toàn bộ cho tất cả các bác này. Bác nào có nhu cầu muốn chốt em nào thì liên hệ qua cho bên em nhá. Số điện thoại mọi người liên hệ là 0961350530. Cửa hàng bên em thì chuyên cung cấp về tất cả các hàng Nhật bãi, máy cơ xích bơm nước, lổi đá tỉa cây. Các bác nào có nhu cầu chốt thì liên hệ qua cho em, hoặc là cần tư vấn thì liên hệ qua Zalo. Số điện thoại em vừa để dừng link đấy, 0961350530, và số nữa là 0384398986 nhá. Rồi ok, thì sau đây em giới thiệu chi tiết từng sản phẩm ngày hôm nay nhá. Em giới thiệu sơ qua thì bác là chốt em nào sẽ chi tiết sâu hơn, nói sâu hơn qua Zalo cho các bác nhá. Ok, đầu tiên ngày hôm nay là máy Sidawa này, GP250 nhá bác nhá. Đấy, có bình là nói các bác nhá. Bình ngon lành cho các bác này. Đấy, bao hơi bao điện cho bác nào cần làm lổ thì cứ báo hộ cho em. Đấy, em làm lổ luôn cho các bác nha. Có bình này. Đấy, một con Sidawa. Máy bơm nước hàng mili, xách tay. Đó, đây, máy móc kiểu dáng thiết kế móc máy này. Còn ok. Em này thì bán cho bác là 900 ngàn nha bác nha, 900 ngàn này. Ok, em số 2 là em Kawasaki TF22 nhá. Máy cực đẹp luôn, em này thì chưa xài bao giờ nhá. Đấy, cái này là để ở bãi lâu quá cho nó han dỉ rồi. Đấy, máy còn rất là đẹp luôn. Kawasaki TF22. Các bác nào mua về dùng gia đình thì xài em này. Đó, kiểu dáng mơ mà máy ok, ngon lành, vẫn đang bao hơi bao điện nha bác nhá. Đấy, còn bác nào cần làm lổ thì em sẽ giá khác. Ok, đây máy này, ngon lành cành đào các bác luôn. Rồi ok, chị em này 999.000 nha bác nhá. Một em Kawasaki rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo, một em bao hơi bao điện nữa là một em cứu hỏa nha các bác nhá. Đó, một em cứu hỏa này. Đấy, công suất của nó đẩy em này, đẩy họng của nó họng 40 này. Chứ các bác họng 42 này, đẩy là 42m này. Lưu lượng nước của em này đạt tới là 300 lít trên 1 phút nhá. 300 lít trên 1 phút này, bao hơi bao điện này, bao lổ cho các bác nào là cần làm lổ thì báo em. Đó, em đây thì chủ yếu tất cả đây bao hơi bao điện hết cho bác nhá. Đấy, các bác nào cần làm lổ thì ấy khác. Rồi ok, cần nào thắc mắc thì cứ liên hệ qua cho em. Một em cứu hỏa này, bán cho bác là giá là 1.100.000 nhá bác nhá. 1.100.000. Tiếp theo, một em Cosin. Máy còn rất đẹp luôn, xuất sắc luôn. Bình xăng mới con keng. Đấy, 25cc nòng 34 ly. Đó, em này thì còn bô nhá. Nói chung là các bác nào cần lên đồ gì thì cứ báo em, đầy đủ đồ cho các bác luôn. Rồi ok, em này bán cho bác giá 1 triệu nha bác nhá. 1 triệu em này này. Tiếp đến là một em Robin. Một em Robin 25cc 34 ly. Em này thì lưu lượng nước, con này trọng lượng là 4,8 kg, lưu lượng nước 110, đẩy 35m. Em này thì bán cho bác 800 nha bác nhá. 800. Rồi, tiếp theo. Robin nữa, một em Robin nữa này. Đó, đây, mẫu máy này. Đó, em này thì bán cho bác cũng 800 ngàn nhá. 800 ngàn. Tiếp, một em Robin bình xăng trên. Ok. Chốt lưu cho bác 850 ngàn. Tiếp đến một em Robin ECO03 hàng châu bò húc luôn. Đấy, có bệ biết các kiểu ngon lành cho bác luôn, bơm khỏe châu bò. Em này thì bán cho bác là 1 triệu 3 nha các bác nhá. 1 triệu 3 này. Đấy, Robin. Cánh bướm bay về chế trắng mấy cắt cỏ đều được nhá. Đấy, Robin ECO25GR. Tiếp tục, em này thì bán cho bác 800 ngàn nha. Rồi đến một em xịt thuốc này. Đấy, đầu ti tiếc xịt thuốc đầy đủ hết cho các bác từ A đến Z nha. Đấy, cả bô e, cả chế chủng đầy đủ hết cho các bác luôn này. Em này thì bán cho bác là 700 ngàn nhá. 700 ngàn này, mua về rửa xe hay là phun thuốc đều ok hết. Một em Azu thiếu bình, hơi lửa còn, thiếu bình cho bác. Bán cho bác cái này 600 ngàn. Đấy, bao khỏe đẹp cho bác luôn, 600 ngàn có vỡ bình, thiếu bình. Tiếp đến một em Cosin. Máy lổ ngon lành, đầy đủ phụ kiện. Ok. Đấy, đây, ký hiệu tên Việt Anh đây luôn. Đó, dòng Cosin này thì các bác biết rồi đấy, rất là đẹp. Lưu lượng nước con này trọng lượng là 1,5,5 kg này, lưu lượng nước 110 này, 32m. Đó, mà làm Cosin mới chắc luôn. Em này thì bán cho 1,2 triệu nhá. Tiếp đến này, một em Mitsubishi T170 này. Đấy, đầu bơm này hơi bong sơn một chút. Đấy, lấy cao áp xịt bay hết sơn thì là ok. Đó, đầu một em T170 bán cho 1,2 triệu nha bác nhá. 1,2 triệu. Kawasaki TF22. Đây là máy còn chưa vệ sinh kỹ nhá bác nhá. Bạn nào chốt cần vệ sinh kỹ, máy lổ ngon lành đẹp thì cứ liên hệ qua Zalo cho em sẽ làm cẩn thận cho các bác này. Kawasaki, bán em này cho bác giá 1 triệu nha. TF22, máy đẹp mới chắc luôn. Rồi,
Tiếp theo ngày hôm nay đó là máy tỉa cành này. Tỉa cành đây, tỉa cành Echo, IM Echo HT100 nha các bác nhá, HT100. Mỗi em có máng không máng. Đấy, em mỗi em bán cho bác 800.000. Sinowa. Máy dòng Sinowa, máy chưa lổ. Nói chung là bác nào hợp bao hơi điện thì hơi điện đã có. Bác nào cần về làm lổ thì báo em. Công suất của em này là 20 nhá. Em này HT20 này. Đó, Sinowa. Các bác nào thích lắp máng hay là làm lổ con lành thì sẽ báo giá khác nhá. Còn giá này thì cho anh em thợ thuyền về làm này. Đó, giá bao hơi điện cho bác em này cũng là 800.000 nhá. Rồi, Makita đầy đủ luôn. Đó, ngon lành hết 800.000 tiếp. Một em đến từ thương hiệu Sinowa. Đấy, Sinowa này, 2510 cho bác nhá, 2510. 25cc lòng 34 ly, lưỡi dài 1m. Đấy, có máng đầy đủ ngon lành, hơi điện nửa nổ. Còn nói chung là con này về làm phát nổ luôn. Chả phải nghĩ gọi gì cả, hơi điện ngon. Thay cái chế đi hoặc là vệ sinh cái chế phát là nổ luôn. Em này bán cho bác giá 1.2 triệu nhá. Ok, hai em Talaka này. Đó, hai em Talaka đã lổ ngon lành. Đấy, thiếu chế. Đã lổ ngon lành, chưa lắp đầy đủ phụ kiện vào cho các bác thôi. Bán hai em này là 1.5 triệu một cây nhá bác nhá. Hai em Talaka 1.5 triệu một cây. Tiếp đến một em Sinowa này, lưỡi 80 nữa. Đó, em này đã bị tuột dây dây giật này. Kiểm tra lại là ok ngon luôn. 800 cho các bác. Zelot Komatsu. Hơi lửa điện ngon nghe, lổ ngon lành cho các bác. Tiếp tục em này giá cho bác là 999.000 nhá, 999.000. Rồi, đến em một dòng Komatsu sắt này. Đó. Komatsu sắt là hàng ngon cho các bác luôn. Nói chung là tất cả các dòng máy này thì các bác là chốt em nào cần làm lổ hay là gì để nguyên như hiện trạng thì cứ báo bên em nhá, em sẽ làm lại cho bác. Từ kiểm tra lại hơi điện này rồi là làm vệ sinh lại, chế sạch sẽ, lốp máy lổ ngon lành, chạy tăng đơ cho các bác luôn nhá. Làm hết cho các bác luôn. Rồi, Zelot Komatsu. Súng sắt này lưỡi 80 này, bán cho các bác em này thì 800.000. Hôm nay toàn 700.000 một cái máy thôi, giá rẻ như cho. Tiếp đến một em Kawasaki này. Em này thì có bánh xe cho các bác nhá. Bánh xe em vừa tháo rời ra thôi. Đấy, bạn nào có thích dòng máy có bánh xe. Con Kawasaki này đã lổ cho bác nhá, đã nhảy lổ, lổ ngon lành rồi. Em này thì bán cho bác là 1.3 triệu cho các bác nhá. 1.3 triệu này. Mitsubishi T170 này. Đấy, bao hơi điện cho các bác luôn. Xin lỗi, Mitsubishi T130 nhá bác nhá. Hàng châu bò cho bác luôn, đuôi 80 này. Đó, em này thì bán cho bác là 1.2 triệu nhá bác nhá. 1.2 triệu Mitsubishi, tay ga bóp này các bác này. Đấy, tay cầm vòng cung cho các bác luôn. Rồi, tiếp đến một em Sinowa HT20 nữa. Đó, em này thì trước là bán bao lâu lổ cho các bác là 1.3 triệu. Còn hôm nay bán bao hơi điện cho các bác đã là còn là 1 triệu nhá bác nhá. Giá 1 triệu này. Rồi, đến hai em siêu phẩm ngày hôm nay, hai em Makita nhá. Máy đã lổ ngon lành, bị tuột ốc. Đấy, tuột đinh ốc ở chỗ bô chuyển động, các bác phải lắp lại đinh là lổ ngon luôn. 1.2 triệu một cây nhá các bác nhá. Hai em Makita đẹp xuất sắc luôn. Cuối cùng ngày hôm nay một em Sinowa HT2210 nha các bác nhá. S hàng cao cấp cho các bác luôn, lưỡi 1m, hơn 1m cho các bác này. Đấy, em này thì bán cho bác giá 1.2 triệu nữa luôn nhá. Ok, em vừa mới lên thanh lý cho các bác một lô máy tỉa cành. Các bác nào mà xem chưa kịp hay là có vấn đề gì thắc mắc thì cứ chụp hình ảnh nhắn tin qua Zalo. Các bạn Zalo số điện thoại 0931350530. Em sẽ chụp lại kỹ càng các chiếc máy và tư vấn sâu hơn cho các bác nhá. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn mọi người ở những video tiếp theo ạ.